ghi lên em trả cái mic lại. Rồi thôi. Còn mấy giấy cuối cùng anh chị ơi, chuẩn bị vòng quay đầu tiên. Chơi lô tô. Lần đầu tiên chơi lô tô rất là hồi hộp và hy vọng được rằng là sẽ trúng lớn trong năm nay và có phát lọc số lớn và thành công. Chồng như là lá. Bà bình chí. Đó, cái này ăn chụp hình. Nằm xuống dưới anh ơi. Em phải nhớ bà sáng vào chứ.